Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi chương mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Và ngày hôm nay thì Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một trong những phụ kiện thuộc nhóm phụ kiện đặc biệt, đó chính là cầu chì audio. Đây là những cái phụ kiện tuy rất nhỏ nhưng mà nó lại có thể thay đổi được âm thanh của cả một dàn máy. Và chính những phụ kiện nhỏ như vậy lại là chính là những cái thứ mà người dùng thường hay bỏ qua. Và đối với một cái thiết bị âm thanh thì người dùng thường hay bỏ qua hai cái phụ kiện như sau, đó là một là dây nguồn đi theo máy và hai là cầu chì đi theo máy. Thì trên tay Sơn đây là cầu chì của hãng Synergistic Research với khẩu hiệu là, tóm lại dịch ra là không bao giờ thỏa hiệp. Cầu chì này có giá là hơn 3 triệu đồng, là một trong những cái thương hiệu cầu chì cao cấp hiện nay trên thế giới, và hãng của Mỹ và được sản xuất tại Đức và dùng rất là nhiều công nghệ cao để tạo nên một chiếc cầu chì tuy rất nhỏ nhưng mà hoàn toàn có khả năng thay đổi được dàn máy của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái thông số cụ thể về sản phẩm. Cầu chì Synergistic Research đã được phát triển thành công từ phiên bản gốc SR20 cho đến phiên bản Red, và sự cải tiến sang từ phiên bản Red sang phiên bản Black thậm chí còn lớn hơn nữa. Nhưng mà sự cải tiến từ phiên bản Black đến phiên bản Blue mà các bạn đang thấy trên hình thì lại được cho là một bước nhảy vọt nhất cho đến hiện giờ của hãng. Và đây là một trong những cái phát minh của hãng. Khi đây được gọi là cầu chì lượng tử. Và từ Quantum Black đến phiên bản các bạn đang được nhìn là Quantum Blue có hiệu suất cao nhất hiện nay. Vỏ bằng gốm do Đức chế tạo. Mũ và sợi dẫn của nó được phủ lớp UEF và chất graphene truyền dẫn tốt nhất hiện nay. Cộng thêm là nó có thể được chạy điện 1 triệu V trong lò Quantum Tunneling. Và nó có tác dụng làm thay đổi dây dẫn ở cấp độ phân tử để tối ưu hóa tính dẫn truyền. Tóm lại là có rất nhiều công nghệ cao cấp ở trong đây. Thực ra đây là mình đọc những cái thông số mà hãng đưa ra, chứ còn người dùng thì có lẽ là cũng khó thể hiểu được là hãng nó làm thế nào ra được một cái cầu chì chất lượng cao như vậy. Trong khi đại đa số các hãng sản xuất và người tiêu dùng thì không chú ý đến tính dẫn truyền của cầu chì mà chỉ coi nó là trạm bảo vệ sốc điện, thì các chuyên gia Synergistic Research đánh giá cầu chì là cây cầu, là đường hầm, là nút thắt cổ chai thường xuyên chịu áp lực của dòng điện, là nút giao thông quan trọng nhất khi mà nó giúp tín hiệu điện đi qua được thiết bị trôi chảy, không méo và giảm ồn. Và người chơi trên thế giới đồng ý rằng là cầu chì lượng tử Quantum Blue của hãng này xứng đáng nằm trong danh sách vô địch của thế giới. Lợi ích cầu chì Quantum Blue đem lại so với tiền đầu tư là tuyệt vời và xứng đáng. Và theo như hãng khẳng định thì việc thay cầu chì Quantum tùy theo các phiên bản Red, Black hay là cao nhất là Blue thì có thể cải thiện được tối thiểu từ 5 đến 15% tùy theo từng bộ dàn. Và kết quả rõ rệt là sự tách bạch hay là chi tiết hay là sân khấu biểu diễn nổi bật. Âm thanh thì được cắt nhiều lớp tốt hơn và không gian thì đầy ắp âm nhạc. Và do việc sử dụng những cái vật liệu mới thì cầu chì của hãng được khuyến cáo là cần phải được chạy già. Và việc chạy già thì sẽ dao động từ 200 giờ cho đến 300 giờ để có thể đạt được đến hiệu quả, gọi là đạt được đến sự viên mãn của âm thanh. Chạy già thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cắm vào và bật điện lên như vậy là đã là chạy rồi. Chứ cũng đôi khi chúng ta không nhất thiết là phải cho máy phát nhạc lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm này và có một số công đoạn rất là thú vị. Sản phẩm được bảo vệ ở trong những cái lớp mút. Chúng ta sẽ cùng đến với một số các cái tài liệu cơ bản từ hãng Synergistic Research. Khá dài. Ở đây chúng ta thấy được là cái khuyến cáo của hãng. Có thể dịch ra là ở đây là sẽ cần cái việc chạy già 200 đến 300 giờ. Đây là burn in để chạy già để đạt được đến cái hiệu suất tối đa. Đấy,
Và đây là cái dòng quan trọng này, là trong cái thời gian này thì bạn sẽ được trải nghiệm cái sự cân bằng của cái âm, của cái trường âm, của cái sân khấu với sự cải thiện những cái giải tần, đặc biệt là ở giải trung âm là phần giọng hát và phần giải cao. Đó, đó là cái mà chúng ta có thể cảm nhận được rất là rõ. Ngoài ra đây là những cái thông tin thêm về những giải thưởng đã đạt được của hãng. Đây. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm của chúng ta được đặt ở đây, chúng ta sẽ lấy ra như thế này. Đây là chiếc cầu chì của chúng ta. Đây, để đây để nhìn cho nó rõ. Đó. Có chữ SR. Các bạn sẽ thay thế một cái trị số bằng hoặc là lớn hơn là sẽ phù hợp. Và cách test cầu chì như sau. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái bút thử điện. Và mình sẽ cầm một đầu vào đây và như thế này. Các bạn thấy sáng đấy không ạ? Khi sáng này tức là thông mạch, tức là về cầu chì là không hề bị đứt. Đó là cách chúng ta test kiểm tra xem một cầu chì. Tại vì ở đây hãng đã làm phần phủ như thế này, chúng ta không thể nhìn được cái sợi dây tóc ở bên trong, và chúng ta chỉ cách là thực hiện như thế này. Đấy, đèn sáng thế là ok rồi. Và việc thay cầu chì thì như sau, các bạn sẽ quay ra phần sau của máy và ở đúng cái phần cắm dây nguồn sẽ có một cái khía để chúng ta thể lấy được cầu chì ra. Đây. Đấy, một thao tác đơn giản như vậy. Đây là cầu chì đi theo máy. Cầu chì đi theo máy này thì thường có giá vô cùng rẻ, khi nó chỉ tính bằng những cái đơn vị là vài trăm đồng thôi, tức là có thể 1.000 đồng có thể mua được rất là nhiều chiếc như thế này. Vì vậy chúng ta có thể thấy là một chiếc cầu chì high end nó sẽ như thế nào, nó đắt hơn rất rất là nhiều lần. Tất nhiên là nó không thể cải thiện được âm thanh theo cái hướng so sánh về giá cả như vậy, nhưng mà nó là một trong những cái phụ kiện thú vị nhất mà bạn có thể dễ dàng thay cho bộ dàn của mình và thấy bộ dàn của mình được cải thiện về âm thanh. Đây là một trong cái phương pháp đơn giản nhất để cảm thấy khác ngay. Nhưng mà để một cái cầu chì high-end nó phát huy được cái tác dụng của mình thì đằng sau đó cần những cái yếu tố như sau, là bạn cần phải có một cái nguồn điện tốt, bạn cần phải thay sợi dây nguồn đi theo máy, bạn phải cần phải có sợi dây nguồn chất lượng tốt hơn này, rồi có thể dùng ổ cắm lọc điện này. Tức là để nghe được ra sự khác biệt khi thay cầu chì thì các bạn cũng phải có trước đó là dây nguồn tốt, ổ cắm tốt và nguồn điện của các bạn phải tương đối sạch. Đó. Ngoài ra là với một cầu chì có giá khoảng 3 triệu đồng như thế này thì theo mình là nên thay cho những cái máy có giá trị khoảng tối thiểu vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu. Chứ ví dụ các bạn có một chiếc âm ly khoảng 10, 15 triệu mà đi thay một chiếc cầu chì 3 triệu này vào, cũng có thể là âm thanh sẽ khác một chút, nhưng mà sự khác biệt mình nghĩ là nó sẽ không quá nhiều và như thế cũng khá là tốn kém. Đấy, và mình khuyến cáo là nên thay cho những thiết bị có chất lượng cao một chút và có giá thành khoảng từ khoảng một vài chục triệu trở lên thì mình nghĩ sẽ thích hợp hơn. Còn khi mà các bạn đã sở hữu những thiết bị high-end đắt tiền lên tới hàng trăm triệu thì mình nghĩ là bắt buộc phải thay cầu chì chất lượng cao hơn. Tại vì kể cả những cái máy có giá trị cao như vậy nhưng thực ra hãng cũng chỉ trang bị những cầu chì rất là rẻ thôi. Vì vậy là ngay lập tức chúng ta sẽ cảm thấy sự khác biệt khi thay cầu chì. Cụ thể là cầu chì tinh diệu Quantum Blue của Synergistic Research. Đó, và vì vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến cho các bạn cầu chì chất lượng cao. Nó có tên là Quantum Blue của hãng Synergistic Research. Sản phẩm có giá 3 triệu đồng và có rất là nhiều các cái kích thước và các cái trị số khác nhau để quý vị và các bạn có thể thay thế cho phù hợp. Và đây là một trong những cầu chì đẳng cấp cao nhất hiện nay trên thị trường mà nó sẽ cải thiện âm thanh dàn máy của bạn từ 5 đến 15% tùy theo các bạn sử dụng là cái dòng sản phẩm gì. Và Quantum Blue, cái cầu chì nhỏ mình đang cầm này, đây là một trong cầu chì đỉnh cao nhất thế giới hiện nay. Đó. Và để trải nghiệm thì rất là đơn giản, chỉ việc thay thế vào thôi. Và sản phẩm thì có bán tại Thiên Hà Audio với rất nhiều chỉ số khác nhau và thậm chí có cả những hãng khác nhau nữa.
có những dòng sản phẩm rẻ hơn để cho các bạn lựa chọn. Mình nghĩ là các bạn nên trải nghiệm cái việc thay cầu chì để cảm nhận được chất lượng âm thanh thay đổi mà rất là dễ dàng. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Và hy vọng là những buổi giới thiệu như thế này thì quý vị và các bạn sẽ thích và sẽ có thêm thông tin về những thiết bị audio để chúng ta có thể từng bước cải thiện hệ thống âm thanh của mình ngày một hay hơn và hoàn thiện hơn. Quý vị hãy nhớ đến số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội, Thiên Hà Audio. Còn bây giờ Hải Sơn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.